Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe chuyện. Nữ nhân này nhiều nhất 18, 19 tuổi nhưng đã là tụ nguyên cảnh. Bất quá một cường giả tụ nguyên cảnh sẽ nói lung tung sao. Hàng chiến đầu tiên là cả kinh, nhưng ở trong lòng lại hừ một tiếng, tụ nguyên cảnh thì lại làm sao, còn trẻ như vậy, khẳng định là vừa đột phá, làm sao có khả năng là đối thủ của Dư lão. Dư lão, bắt nàng. Hàng chiến sắc tâm mãnh liệt, có thể lấy tu vi luyện thể cảnh, đặt cao thủ tụ nguyên cảnh ở dưới thân đùa bỡn, cảm giác thành công này không khỏi quá mạnh a. À. Đặc biệt là cô gái kia còn đẹp như vậy, hắn sắp không nhịn được tuy dư lão lộ ra vẻ cẩn thận, nhưng cũng không có coi lưu vũ đồng như đại địch, dù sao đối phương quá tuổi trẻ, ở hắn nghĩ đến. Đối phương khả năng là tụ nguyên tầng 1, tầng 2, cùng lắm là tầng 3. Hắn là tụ nguyên tầng 9, tuy đời này không thể đột phá dũng tiền cảnh, nhưng ở trong tầng thứ tụ nguyên cảnh, hắn tự nghĩ ít có đối thủ. Tiểu cô nương, ngoan ngoãn chịu thua, miễn ăn phải vị đắng. Hắn mở miệng nói trong ánh mắt lưu vũ đồng lóe lên sát khí nàng là lưu gia quý nữ ở trước mặt hoàng đô bát đại thế gia thạch lang môn lại tính là gì hàng chiến này lại dám động tà niệm với nàng thực sự là muốn chết nhưng nghĩ tới thân phận của mình bây giờ nàng không khỏi quay đầu nhìn lại lang hàn mang theo một tia hỏi giỏ lăng hàn nhún vai một cái nói loại cặn bã này người muốn giết liền giết a à. lưu vũ đồng quay đầu trở lại khí thế của tụ nguyên tầng chín không hề bảo lưu thả ra ngoài cùng dư lão địa vị ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong. Cái gì, dư lão thất sắc kinh hô, tụ nguyên tầng 9, làm sao có khả năng, tụ nguyên tầng 9, đừng nói dư lão giật này cả mình, ngay cả năm người lưu đông cũng là mặt kéo kéo. Tụ nguyên cảnh dưới 20 tuổi cũng đã đủ kinh người, huống chi là tụ nguyên tầng 9. Bọn người Lưu Đông vốn tưởng rằng có chút tranh lệch với Lưu Vũ Đồng, nhưng sẽ không kém quá xa, bởi vì bọn họ cũng là luyện thể tầng 8, tầng 9, tiến thêm một bước nữa chính là tụ nguyên cảnh. Nhưng tụ nguyên tầng 9, vậy ít nhất là chuyện 8 năm, thậm chí 10 năm sau này a, à, Dư lão lập tức ôm quyền thi lễ nói, lúc trước thiếu gia nhà ta có chỗ thất lễ, kính xin cô nương chớ trách. Lão hủ ở đây thay thiếu gia bồi cái không phải? Mọi người đều là tụ nguyên tầng 9, hắn tự nhận không thua, nhưng vấn đề là, đối phương tuổi trẻ như thế, liền đạt đến tụ nguyên tầng 9, đây là thế lực bình thường bồi dưỡng ra sao? Đây mới là dư lão kiêng kỵ. Tuy trong lòng hàng chiến khó chịu, càng không muốn, nhưng không có cách nào, hắn ngông cuồng là ngông cuồng, lại không ngu ngốc biết người nào có thể trêu chọc. Người nào là tuyệt đối không thể trêu chọc. Liều Vũ đồng thuộc về người tuyệt đối không thể trêu chọc. Lưu Vũ Đồng chỉ phất phất tay, điềm nhiên nói, người tránh ra ta không giết ngươi. Chuyện cười, Lưu gia quý nữ há có thể khinh nhờn. Cô nương, ngươi không nên quá mức. Dư lão trầm giọng nói, hắn tự nhiên không thể ngồi xem hàng chiến chết. Lưu Vũ Đồng không trả lời, hai tay hóa trưởng bày ra tư thế tiến công. Võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, tiểu chiết mai thủ. Dư lão vừa thấy, biết việc này không thể dễ dàng, hai tay cũng rung lên, hóa thành chảo hình. Võ Kỹ Hoàng cấp trung phẩm phi ưng chào Lưu Đồng bật thốt lên, hắn am hiểu nhất chính là chào pháp, bởi vậy biết rất nhiều đặc thù của chào pháp, liếc mắt liền nhìn ra lai lịch chào pháp của dư lão. Lang Hàn, người nhà ngươi không thành vấn đề chứ năm người bọn họ đều vây quanh, hiện tại Lưu Vũ đồng chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Lang Hàn khẽ mỉm cười nói, sẽ không, sẽ không. Trong lòng năm người Lưu Đông đều loạn tùng phèo, vô căn cứ a, à, mọi người đều là tụ nguyên tầng 9, ai ai có thể nói có đầy đủ tự tin chứ ở trong khi bọn hắn nói chuyện, Lưu Vũ Đồng đã nhào trên. Ác chiến với dư lão. Hai người ngươi tới ta đi, thân hình đều như gió, nhanh vô cùng. Bọn họ đều là cao thủ tụ nguyên tầng 9, mấy người Lưu Đông căn bản không thấy rõ tình huống chiến đấu cụ thể, chỉ cảm thấy hoa cả mắt căn bản không biết ai chiếm ưu thế. Hàng chiến đương nhiên cũng không thấy rõ, hắn không khỏi lo lắng, bởi vì nếu dư lão chiến bại, cái mạng nhỏ của hắn cũng khó giữ được tự nhiên phải quan tâm. Nhưng chỉ chiến 5 ba phút đồng hồ. Động tác của hai người đều chậm lại, chậm đến không chỉ để đám người lưu đông nhìn rõ ràng, thậm chí ngay cả bọn họ cũng cảm thấy quá chậm. Có điều, sắc mặt của Lăng Hàn lại trở nên thận trọng lên. Chậm không có nghĩa là hai người đều hoãn thế tiến công, ngược lại, hiện tại càng thêm hung hiểm bởi vì bọn họ đã tiến vào giai đoạn vật lộn tính mạng với nhau, chỉ cần ai hơi có sai lầm, này không chỉ bại, hơn nữa sẽ chết. Nghĩ tới lúc trước hắn vẫn chỉ điểm lưu vũ đồng. Lấy tu vi thiên nhân cảnh của hắn, tùy tiện một ít kinh nghiệm, đối với võ giả cấp thấp mà nói, đều là cực kỳ quý giá, chỉ cần tiêu hóa. Thực lực chắc chắn tăng nhiều. Tin tưởng lấy ngộ tính của Lưu Vũ Đồng, nàng sẽ lĩnh ngộ không ít. Trận chiến này, nàng có thể thắng lưu vũ đồng và dư lão càng đánh càng chậm hai người một là tụ nguyên cảnh lâu năm ở cảnh giới này đắm chìm lâu ngày kinh nghiệm chiến đấu phong phú một cái khác tuy tuổi trẻ nhưng là thiên tài võ đạo ngộ tính cao siêu càng được lăng hàn chỉ điểm sức chiến đấu kinh người mồ hôi lạnh trên trán dư lão chảy dòng đối thủ quá mạnh mẽ hắn cảm giác tử vong đến gần nhưng lúc này hắn căn bản không dám phân tâm ngay cả đầu hàng xin tha cũng không được dưới khí thế dẫn dắt hắn sẽ bị lưu vũ đồng lôi đình phản kích Lưu Vũ Đồng thì càng ngày càng thong dong, nàng đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Tình thế đã quá rõ ràng, ngay cả đám người Lưu Đông cũng thấy rõ, đều lộ ra nụ cười. Rốt cục yên tâm, bọn họ thấy rõ, hàng chiến tự nhiên không thể không thấy, bước chân không khỏi di chuyển về phía sau, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Vội như vậy, muốn đi đâu đây? Lăng Hàn một bước vọt tới, ngăn trở đường đi của hắn. Cút ngay cho thiếu gia. Hàng chiến quát lên ta là người của thạch lang môn ngươi dám trêu ta giết cả nhà ngươi a à. rất bá đạo lang hàn rút kiếm trong ánh mắt bắn ra sát khí cùng người như thế không có gì để nói nhiều trực tiếp giết là được lang hàn không nên vọng động liều đông không khỏi kêu lên nếu giết hàng chiến bọn họ không nhà nào chịu được lửa giận của thạch lang môn ha ha nghe đồng bạn của ngươi khuyến cáo tuyệt đối không nên đối nghịch với ta bằng không chỉ có một con đường chết hàng chiến cười lạnh nói ngày hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn hắn đã nghĩ nhanh chân bỏ chạy chỉ là hắn còn chưa nhúc nhích cổ đã mát lạnh một thanh trường kiếm đặt lên cổ của hắn nhất thời để cả người hắn run cầm cập chỉ cảm thấy nước tiểu muốn chảy ra không có người ta không dám giết lăng hàn lạnh nhạt nói âm thanh lập tức lạnh lẽo quỳ xuống hàng chiến không dám không quỳ ánh mắt lạnh như băng của đối phương để hắn cảm thấy cực kỳ hàn ý đây là một nam nhân nói được làm được nhận sai lăng hàn tiếp tục nói hàng chiến muốn đứng lên chửi má nó nhưng cảm giác được cổ mát lạnh hắn chỉ có phần cúi đầu thầm nghĩ chỉ cần trở lại thạch lang môn hắn nhất định sẽ xin ra ra tự mình xa nhà giết chết toàn bộ những người này đương nhiên hai mỹ nữ kia khẳng định phải lưu lại làm đồ chơi cho hắn ta sai rồi, ta không phải người. Hắn xin khoan dung nói. Hy vọng đời sau ngươi sẽ làm người tốt. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Không, hàng chiến lập tức ý thức được không ổn, nhưng chỉ cảm thấy cổ đau xót một luồng máu tươi bắn ra. Trước mắt bỗng nhiên trở nên đen kịt, hai mắt của hắn mất cảm giác còn tràn ngập khó mà tin nổi, Lăng Hàn lại thật ra bệnh ngày hôm nay ra sao? Đương nhiên sẽ không. Năm người lưu đông đều vội vàng lắc đầu vậy là được rồi chúng ta ai cũng không nói ai biết bọn người hàng chiến chết ở nơi này lăng hàn nói năm người lưu đông vẫn không yên lòng dù sao ba chữ thạch lang môn kia quá đáng sợ trở tay liền có thể diệt gia tộc của bọn họ trăm lần ở dưới tâm thái như vậy bọn họ cũng không dám dừng lại nơi này sợ bị lăng hàn giết người diệt khẩu hơn nữa trong tay bọn họ đều có một trái thanh linh quả trong lòng ai cũng loạn tùng phèo bọn họ cáo biệt lăng hàn như một làn khói chạy mất tăm. lang Hàn tự nhiên không có dự định diệt khẩu, bởi vì tiểu thị nữ của hắn là lưu gia quý nữ. Hàng chiến so sánh lại tính là gì nếu như Thạch Lang môn biết hàng chiến dám động tà niệm với lưu vũ đồng, phòng chừng còn muốn tự mình động thủ chặt đầu hàng chiến đến tạ tội ấy chứ. Giống như bọn người lưu đông cực kỳ sợ hãi Thạch Lang môn, Thạch Lang môn so với bát đại thế gia lại tính là gì trước ăn một trái thanh linh quả, đạt đến luyện thể tầng 9 đỉnh cao rồi nói sau. Lăng Hàn nói thầm, tuy hắn đã đi qua từ luyện thể đến tiên nhân cảnh, nhưng cũng không phải nói gặp phải cửa ải của đại cảnh giới liền có thể một bước vượt qua. Bởi vì ngoại trừ lĩnh ngộ cảnh giới, vượt cửa ải còn cần lượng lớn năng lượng chống đỡ. Năng lượng từ đâu tới? Linh dược, đan dược, thú bảo, thiên địa linh dịch đều có thể, bất quá những vật này đều qua ít ỏi. Cái này cũng là nguyên nhân cảnh giới càng cao, võ giả càng ít, nếu không có bảo vật phụ trợ như vậy cũng chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ tích lũy, có mấy người có thể thành công. Nếu như không có thanh linh quả, lang hàn đạt đến luyện thể tầng 9 đỉnh cao, khả năng cần tích lũy chừng 10 ngày, sau đó nhất cổ tác khí sông lên tụ nguyên cảnh, nhưng hiện tại không giống. Đến thời điểm đó, chỉ cần ăn thanh linh quả, liền nước chảy thành sông. Lăng Hàn cướp đoạt đồ trên người hàng chiến cùng Dư lão, bởi vì xa nhà lịch lãm, bọn họ đương nhiên sẽ không mang quá nhiều, quá nhiều, chỉ có một ít ngân phiếu và một quyển bí kíp võ công. Ngân phiếu đạt đến 10 vạn, xem như một số của cải không nhỏ, mà bí kíp tên dẫn bạo thuật có chút đặc biệt, có thể truyền nguyên lực vào vật thể, lại nổ tung lên, dùng để công kích kẻ địch. Khó lòng phòng bị, may mắn Dư lão chưa tu thành môn bí thuật này, nếu không Lưu Vũ Đồng không đề phòng, nhất định sẽ ăn một ít thiệt thòi hai người thay đổi chỗ khác nơi này dù sao có hai bộ thi thể nhìn ảnh hưởng tâm tình lăng hàn khoanh chân ngồi xuống lấy ra một trái thanh linh quả sau khi dùng nước rửa sạch liền bắt đầu ăn không hổ là thiên địa linh quả dù cấp bậc không cao cũng ngon cực kỳ hai ba ngụm liền ăn xong để hắn cảm giác rất sư vị hận không thể ăn luôn quả khác hắn vội vàng đè khát vọng xuống lẳng lặng chờ đợi dược lực phát huy chỉ một lát dược lực liền tản ra, hóa thành vô số hạt căn bản nhỏ bé, tiến vào mạch máu của hắn, lưu truyền toàn thân. Lăng Hàn vận chuyển ngũ hành thiên cực công, linh căn trong đan điền phát sáng. Như một đóa đạo liên, dẫn dắt dược lực thoải mái mỗi một khối huyết nhục, mỗi một cây xương, mỗi một mạch máu trong cơ thể. Tốc độ tu luyện của hắn vốn đã nhanh, trước khi ăn thanh linh quả đã đạt đến tầng 7 trung kỳ, hiện tại được linh quả trợ giúp tốc độ tăng lên tự nhiên kinh khủng luyện thể tầng 7 hậu kỳ, luyện thể tầng 7 đỉnh cao. Hơi tích chữ nguyên lực một lát, hắn liền xông lên luyện thể tầng 8, mà lúc này, dược lực của thanh linh quả còn không có tiêu hao hết, vẫn đang nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn. Mãi đến khi bước vào luyện thể tầng 8 trung kỳ, mới rốt cục ngừng lại. Rất tốt, bớt đi gần như 6 ngày thời gian của hắn. Lưu Vũ Đồng nhìn ở trong mắt trong lòng bay lên một ý nghĩ quái lạ lần đầu tiên nàng không kỳ quái khi thấy cảnh giới của lăng hàn tăng vọt, lần này bình thường thôi, ăn thanh linh quả mà. Hai người tiếp tục loanh quanh trong núi, lăng hàn vẫn còn đang mài rũa kiếm pháp, muốn ở trước khi đột phá tụ nguyên cảnh trình độ ba đạo kiếm khí. Lại sau 8 ngày, Lăng Hàn đạt đến luyện thể tầng 8 đỉnh cao, sau khi tích trữ nguyên lực một buổi tối, hắn bắt đầu xung kích luyện thể tầng 9. Khi mặt trời mọc hắn đứng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Luyện thể tầng 9, rất tốt, chỉ cần thêm gần 10 ngày, hắn liền có thể đạt đến luyện thể tầng 9 đỉnh cao, sau đó ăn thanh linh quả. Nhất cổ tác khí sông lên tụ nguyên cảnh. Liều Vũ Đồng đã mất cảm giác phòng chừng ngày mai lăng hàn đột phá đến tụ nguyên tầng 9 cũng sẽ không để cho nàng cảm thấy kỳ quái, bằng không nhiều lần đều bị tên này dọa cả kinh. Nhất định sẽ tráng niên mất sớm. Thoáng qua như vậy chính là 10 ngày, như hắn dự đoán, đã đạt đến luyện thể tầng 9 đỉnh cao. Hắn lấy thanh linh quả, lộ ra một nụ cười nói, ngày hôm nay là ngày cuối cùng ta ở luyện thể cảnh, ai, thật lâu. Liều vũ đồng không khỏi khinh thường, nàng là nhìn lăng hàn từ luyện thể tầng hai một đường đi tới, lúc này mới bao nhiêu ngày. Một tháng mà thôi, cái này cũng gọi lâu. Có điều ngẫm lại trước đó, Lăng Hàn dừng lại mấy năm ở luyện thể tầng 2, cảm khái này tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Nàng 13 tuổi bắt đầu tu luyện, 14 tuổi liền đạt đến tụ nguyên cảnh, chỉ từ điểm đó, xác thực nhanh hơn Lăng Hàn nhiều. Sau khi Lăng Hàn ăn thanh linh quả, bắt đầu xung kích tụ nguyên cảnh. Hắn cũng không vội vã, chỉ tích chữ dược lực. Người bình thường xung kích cửa ải chính là dựa vào dược lực chống đỡ, một đợt tiếp một đợt liên tục xung kích mãi đến tận cửa ải buông lỏng. Liền có thể vượt qua. Nhưng Lăng Hàn có tự tin tuyệt đối, chỉ cần hắn xúc tích đủ, liền có thể một lần thành công. Sau nửa giờ, trong cơ thể hắn đã tràn ngập nguyên lực chỉ cảm thấy cả người giống như bành trướng lên. Đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác là trong cơ thể hắn tích chữ sức mạnh quá nhiều. Mới sẽ cho hắn loại cảm giác bành trướng ấy, nhưng nếu hắn không đột phá, hoặc là chuyển hóa những sức mạnh này đi, hắn thật sẽ bị những sức mạnh này phá tan thân thể. Này giống như một quả bóng nước nếu như không đâm một lỗ hồng, hoặc đổi một quả càng to lớn hơn, vậy chỉ có thể bị căng nứt. Gần đủ rồi, Lăng Hàn nói thầm, dẫn dắt sức mạnh bàng bạc, khởi sướng xung kích về đan điền. Luyện thể cảnh là lưu trữ nguyên lực ở trong máu thịt, bởi vậy ở lượng là có hạn. Mà tụ nguyên cảnh thì sao? Chính là mở ra đan điền, hình thành một không gian kỳ dị ở trong người. Trong cơ thể mỗi người đều có một tiểu vũ trụ, võ đạo nhận định tiểu thế giới này tồn tại ở trong đan điền. Âm, dưới sức mạnh cuồng bạo xung kích, đan điền lập tức xuất hiện một lỗ hồng nếu là người bình thường đột phá sẽ dựa vào từng làn từng làn sung kích để lỗ hồng kia không ngừng mở rộng nhưng lăng hàn không giống hắn tích chữ sức mạnh quá sung túc một lần là mở đan điền mở ra đây là bước thứ nhất kế tiếp mới là quan trọng nhất ngừng tụ nguyên lực thành nguyên hạch đây giống như xếp vào đan điền một bình dự trữ hơi suy nghĩ nguyên hạch liền có thể cao tốc truyền ra lực lượng bùng nổ ra công kích đáng sợ tại sao tụ nguyên cảnh nghiền ép luyện thể cảnh chính là bởi vì sau khi hình thành nguyên hạch sức mạnh dâng trào như nước thủy triều song phương tích lũy nguyên lực một phương có thể hình thành nguyên hạch đánh ra công kích sẽ càng nhanh càng mạnh hơn nắm giữ yêu thế áp đảo lăng hàn mở ra đan điền chỉ có thể coi là nửa bước tụ nguyên cảnh chỉ là tăng lên hạn mức tối đa chứa đựng nguyên lực trong cơ thể nhưng sức mạnh tăng lên phải xem có thể ngưng tụ nguyên hạch hay không không biết có bao nhiêu luyện thể tầng chín kẹt ở bước này Võ giả tụ nguyên cảnh tổng cộng có thể hình thành 9 viên nguyên hạch đạt đến 9 hạch liền có thể xung kích dũng tiền cảnh. Bất quá đối với Lăng Hàn mà nói, ngưng hạch chỉ là việc nhỏ, đời trước cũng trải qua 9 lần A, hắn bắt đầu ngưng hạch nguyên lực mạnh mẽ phun trào, hội tụ, quấn quýt dung hợp. Hắn quen tay làm nhanh, rất nhanh, nguyên lực thành hạch nhỏ như sợi tóc. Nhưng hắn lập tức kinh ngạc đến ngây người, bởi vì ở trong đan điền hắn, lại xuất hiện 5 viên nguyên hạch. Sao có thể có chuyện đó? hắn mới vừa đột phá tụ nguyên cảnh, lại trở thành tụ nguyên tầng 5. Không không không, đây là chuyện không thể nào, bởi vì năm viên nguyên hạch kia đều quá nhỏ, còn lâu mới có thể đạt đến mức tận cùng. Xưa nay hắn chưa từng nghe nói, nguyên hạch có thể một lần ngưng tụ thành năm, lại đồng thời mở rộng đến mức tận cùng. Hơn nữa, khoảng cách của năm viên nguyên hạch này cũng quá gần đi, lẫn nhau hấp dẫn, lại bài xích lẫn nhau, hình thành một loại cân bằng vi diệu, màu sắc cũng khác nhau, phân biệt là kim, lục bạch hồng, hắc, trong lòng Lăng Hàn nhảy một cái, đây là ngũ hành nguyên tố cụ hóa, năm nguyên hạch phân biệt đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chẳng lẽ nói, linh căn nhiều thuộc tính liền có thể hình thành nhiều viên nguyên hạch? Nhưng sao kiếp trước chưa từng nghe nói? Không đúng, Lăng Hàn nhìn kỹ, năm viên nguyên hạch kia đạt được cân bằng hoàn mỹ, bất luận nguyên hạch nào hơi mạnh một chút liền sẽ phá hư sự cân bằng này, như vậy tất nhiên chỉ có một viên nguyên hạch mạnh nhất có thể sống đến cuối cùng nguyên hạch khác đều sẽ bị xa lánh đổ nát như vậy suy đoán muốn hình thành sau nguyên hạch tam nguyên hạch tứ nguyên hạch còn có cực hạn ngũ nguyên hạch nhất định phải cần thuộc tính linh căn cân bằng hoàn mỹ mới có thể ở lúc hình thành nguyên hạch cũng đạt được cân bằng ai cũng không nuốt chừng được ai trên đời rất nhiều người nắm giữ hai loại thuộc tính thậm chí ba loại bốn thuộc tính linh căn nhưng để nhiều thuộc tính đạt đến cân bằng hoàn mỹ thì tuyệt đối rất ít ỏi bởi vậy cõi đời này người nắm giữ xong nguyên hạch tam nguyên hạch tự nhiên cũng rất ít ỏi kiếp trước lang hàn ngoại trừ vùi đầu luyện đan chính là tu luyện rất ít chiến đấu với người như vậy tiếp xúc không tới võ giả nắm giữ nhiều nguyên hạch cũng sẽ không kỳ quái hơn nữa đa nguyên hạch có thể làm lá bài tẩy chiến thắng ai sẽ dễ dàng vạch trần lá bài tẩy chứ năm viên nguyên hạch hợp thành một đại nguyên hạch nói cách khác nguyên lực của ta bạo phát mạnh hơn người bình thường năm lần. Lăng Hàn thầm nghĩ nói, này là chuyện rất đáng sợ. Mỗi một võ giả toàn lực ra tay, làm sao cũng nổ ra hơn trăm cân, thậm chí hơn ngàn cân mới có thể dùng hết sức mạnh trong cơ thể. Nhưng nếu như có thể tăng tốc độ phát tiết những sức mạnh này lên năm lần thì sao? Chuyện này ý nghĩa là mỗi một kích sức mạnh đều sẽ tăng lên 5 lần. Nếu như dùng con số so sánh sức mạnh của tụ nguyên cảnh, lấy tầng 1 là 1 như vậy tầng 2 là 2, tầng 3 là 3, nhưng tầng 4 là 6, 3 chính là một nấc thang. Phần cách ba đại giai đoạn tiền trung hậu, so sánh như thế, ưu thế của ngũ hành nguyên hạch liền quá rõ ràng không 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 ngũ hành nguyên hạch còn hình thành một cân bằng hoàn mỹ lẫn nhau tăng cường uy lực bạo phát tiệt không chỉ năm lần mà là sáu lần thậm chí gấp mười lần nếu như ta đạt đến tụ nguyên tầng một đỉnh cao chỉ ít có thể sánh ngang tụ nguyên tầng bốn chân chính bao nhiêu còn phải đạt đến tụ nguyên tầng một đỉnh cao mới có thể biết nguyên lai đây mới là chỗ cường đại chân chính của linh căn thần cấp có điều là muốn đồng thời lớn mạnh năm viên nguyên hạch tốc độ khẳng định không nhanh bằng một viên nguyên hạch ưu thế tu luyện nhanh của linh căn thần cấp liền bị san bằng không ít. Hơn nữa, tốc độ nguyên lực nhanh gấp 5 lần, vậy thì yêu cầu không gian đan điền phải lớn, bằng không mới đánh mấy chiêu liền tiêu hao hết, vậy làm sao chơi? Không có ưu thế trên tốc độ thì thôi, đổi lấy chính là cung cấp vô địch. Hơn nữa ta là đế vương đan đạo, vẫn có thể duy trì tiến cảnh tu luyện cao tốc coi như vẫn dùng 200 năm nhảy vào thiên nhân cảnh, này vẫn là tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay. Không không không, ta đã nắm giữ lĩnh ngộ cảnh giới hoàn chỉnh, tuyệt đối không cần 200 năm. Thiên địa công bằng, muốn thu được lực lượng mạnh hơn, nhất định phải trả giá gấp bội. Thậm chí gấp 10 lần. Hơn nữa, hiện tại không gian đan điền quá nhỏ, căn bản không cho phép ta chiến đấu thời gian quá lâu dựa theo ta hiện tại lý giải chỉ nắm giữ nhiều linh căn thuộc tính cân bằng đều có thể xưng là linh căn thần cấp bất quá linh căn thần cấp cũng có phân chia mà ngũ hành hỗn độn liên của ta chính là mạnh nhất bởi vì trên đời không thể có linh căn sáu thuộc tính này căn bản là không có cách đạt cân bằng được chẳng trách trước kia ta phát hiện tầng thứ hai của ngũ hành thiên cực công hơi quái dị vốn tưởng rằng người sáng tạo môn công pháp này sai lầm hóa ra là bởi vì ngũ hành hỗn độn liên có thể hình thành ngũ hành nguyên hạch phối hợp ngũ nguyên hạch đồng thời vận chuyển công pháp này liền một chút vấn đề cũng không có quả nhiên linh can thần cấp phải phối hợp công pháp đặc biệt mới có thể phát huy ra uy lực bằng không lấy công pháp tầm thường đến thôi thúc ngũ hành nguyên hạch thật không biết sẽ phát sinh ra sự tình gì đời này ta hầu như điều kiện gì cũng tốt nhất nếu không thể phá hư thành thần vậy ta nên tìm khối đậu hũ đâm chết a à, thừa dịp dược lực chưa tiêu hao hết tiếp tục a à, lăng hàn dẫn dắt dược lực tàn dư của thanh linh quả trong cơ thể mở rộng đan điền lớn mạnh nguyên hạch quá trình tụ nguyên cảnh tu luyện chính là làm hết sức mà mở rộng đan điền lớn mạnh nguyên hạch đan điền càng lớn có thể chứa đựng nguyên lực càng nhiều đây là tích lũy mà nguyên hạch càng lớn vận tốc quay càng nhanh như vậy trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng sẽ càng mạnh bởi vậy cho dù hai võ giả cảnh giới hoàn toàn tương tự thì sức chiến đấu cũng sẽ xuất hiện sai biệt to lớn đương nhiên hiện tại còn phải thêm vào số lượng nguyên hạch lăng hàn giống như nông dân khai khẩn đan điền khiến nó có thể chứa đựng càng nhiều nguyên lực một bên thúc đẩy nguyên hạch tự quay mỗi quay một vòng tốc độ liền tăng cường tí tẹo quấn quanh từng tia từng tia nguyên lực làm cho thể tích của nguyên hạch không ngừng tăng lớn quá trình lớn mạnh nguyên hạch là phi thường nghiêm cẩn bởi vì năm nguyên hạch nhất định phải ở vào trạng thái cân bằng tuyệt đối bằng không cho dù xuất hiện tranh lệch chút xíu cũng sẽ đổ nát càng là sơ kỳ thì càng không thể sai sót cơ sở thực sự quá yếu đuối khát vọng thực lực cường đường đại để lăng hàn chăm chỉ không ngừng tu luyện cái gì hắn đang đào nhiệt tình thì đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Một tòa hắc tháp đang chìm nổi trong đan điền của hắn, toàn thân có kim quang giật động. Tỏa ra khí tức hồng hoang nguyên thủy, cổ xưa, trang nghiêm. Thần tháp 9 tầng, từ góc độ thần thức của Lăng Hàn đến xem, hắc tháp này cao vạn trượng. Nối liền trời đất, cho dù trải qua 10.000 năm, Lăng Hàn vẫn nhận ra tòa hắc tháp này, dùng ý nghĩ của hắn mà nói, thì dù đốt thành cho cũng nhận ra. Bởi vì tòa hắc tháp này chính là kẻ cầm đầu giết hắn đời trước. Quái đản, sao tòa tháp này sẽ ở trong đan điền của hắn, lẽ nào đời trước giết hắn một lần còn chưa đủ, đời này lại đuổi tới dự định giết hắn lần thứ hai? Không nên thù dai như thế a. À. Đời trước Lăng Hàn trải qua tầng tầng nguy cơ, tiến vào Hắc Quang Địa Cốc phát hiện một tòa hắc tháp thần bí, phía trên có văn tự màu vàng, ở dưới điêu khắc Bất Diệt Thiên Kinh. Đây là cơ duyên to lớn nhất của Lăng Hàn đời trước, nhưng cũng là nguy cơ to lớn nhất, hắc tháp rung lên, cơ thể hắn liền bị chấn thành cho bụi, chỉ còn linh hồn không biết vì sao bảo tồn lại. Xuyên qua vạn năm, bây giờ nhìn thấy tòa hắc tháp kia, dù lấy tâm trí thiên nhân cảnh của hắn cũng không nhịn được sợ hãi. Kiếp trước tòa hắc tháp kia chỉ run một cái, liền chấn hắn thành cho. Đời này xuất hiện ở trong thân thể, hắn không sợ mới lạ có điều, Lăng Hàn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nếu như Hắc Tháp muốn giết hắn lần thứ hai, sớm đã có thể. Mặc dù hắn vừa mới phát hiện Hắc Tháp tồn tại trong đan điền, nhưng trên thực tế đồ chơi này sớm nên ở đó. Mà hắn cẩn thận ngẫm lại cũng mở ra một ít mê hoặc. Tỷ như tại sao linh hồn của hắn có thể tồn tại vạn năm? Khẳng định có quan hệ với Hắc Tháp. Tại sao hắn có thể đột nhiên sống lại, khẳng định cũng có quan hệ với Hắc Tháp, chỉ là lấy phương thức hắn hoàn toàn không biết để hắn chuyển thế sống lại, thuận tiện chính nó cũng chạy theo. "Lão huynh a, à, ta đến cùng là nên cảm tạ ngươi, hay hận ngươi đây?" Lăng Hàn lẩm bẩm, đời trước hắn vì Hắc Tháp mà chết sớm, nhưng hắn tự vấn lòng, cho dù Hắc Tháp không đánh chết hắn, vẻn vẹn chỉ ngàn năm, hắn học được bất diệt thiên kinh sao? Hoàn toàn không thể bởi vì hắn không ăn không ngủ dùng hết thời gian nghiên cứu bất diệt thiên kinh cũng cần hơn vạn năm đổi thành tình huống bình thường hắn làm sao có thể làm được hiện tại hắn thậm chí có loại cảm giác hắc tháp đánh chết hắn kỳ thực là đang giúp hắn để hắn có thể ở trạng thái linh hồn lĩnh ngộ bất diệt thiên kinh vì lẽ đó sau khi hắn nắm giữ tầng thứ nhất thiên kinh hắn liền sống lại bằng không trên đời nào có sự tình trùng hợp như thế hắc tháp vẫn như cũ, tổng cộng có tầng 9, ngoại trừ tầng dưới chót có một cánh cửa, tầng khác đều đóng kín, không có một cánh cửa sổ, cũng không có cửa khác. Mà cho dù lấy nhãn lực của Lăng Hàn, cũng nhìn không ra nó làm bằng vật liệu gì, chỉ có thể cảm giác được một luồng khí tức lạnh lẽo, thương tăng, cổ xưa. Hơn nữa, xưa nay Lăng Hàn cũng chưa từng nghe nói. Trong đan điền ngoại trừ nguyên lực còn có thể thu nhận vật khác. Đây tuyệt đối không phải vật phàm. Có 99% khả năng là từ thần giới đến, cho nên mới có bất diệt thiên kinh điêu khắc ở trên, cần vạn năm mới có thể lĩnh ngộ. Tự nhiên không thể ở phàm giới. Lăng Hàn muốn dùng ý thức tiến vào trong hắc tháp lại phát hiện căn bản không có cách nào, ý thức vô hình vô thái, có thể nói không lọt chỗ nào. Nhưng hắc tháp kia lại như không có chút khe hở. Hắn muốn mạnh mẽ phá cửa vào, ý thức xung kích qua, lập tức bị chấn lui trở lại. Móa thật bá đạo kiếp trước tỷ ý dung lên xóa bỏ hắn hiện tại lại bá đạo chiếm cứ đan điền của hắn mà hắn không chỉ không có biện pháp ngay cả hắc tháp rốt cuộc là vật gì cũng không biết hắn không cam tâm lại phát động ý thức va chạm tới làm sao cũng phải làm rõ ràng nhưng hết lần này tới lần khác một lần lại một lần tựa hồ hắc tháp bị hắn lắn làm cho thiếu kiên nhẫn khẽ run lên có phản ứng truyền tống ra một đạo ý thức ngôn ngữ này vượt qua bản thân để Lăng Hàn trực tiếp hiểu, đại loại là nói hiện tại ngươi quá yếu, căn bản không đủ để vào trong hắc tháp, chí ít cũng phải đến dũng tuyền cảnh. Có điều làm tân chủ nhân của hắc tháp, chỉ cần Lăng Hàn tăng lên một cảnh giới lớn, liền có thể được hắc tháp gia trì một lần. Trực tiếp tăng lên sức mạnh của một cảnh giới lớn. Tỷ như hiện tại Lăng Hàn là tụ nguyên tầng một sơ kỳ, như vậy ở dưới hắc tháp gia trì, sẽ phát huy ra sức mạnh của dũng tuyền tầng một nhưng chỉ có một cơ hội hơn nữa không dùng cũng lãng phí không cách nào tích lũy chủ nhân hắn lại thành chủ nhân của hắc đáp chỉ là tòa tháp này giống như đại gia a nếu hắn là chủ nhân tại sao căn bản dùng không được hơn nữa ở mỗi cảnh giới chỉ được một cơ hội gia trì xem ra chờ hắn đột phá dũng tiền cảnh mới có thể biết càng nhiều có điều này sẽ như lá bài tẩy a trong nháy mắt tăng lên một cảnh giới lớn đủ khiến hắn tuyệt địa trở mình chính là mỗi cảnh giới chỉ sử dụng một lần quá hẹp hòi lang hàn không khỏi thở dài mở hai mắt ra một bộ rất u buồn điều này làm cho lưu vũ đồng suýt chút nữa muốn khóc ngươi nói ngươi một ngày liền đột phá tụ nguyên cảnh nhưng dáng vẻ còn rất thất vọng để cho người khác làm sao chịu nổi đi về nhà a à? lang hàn vỗ tay nói nghĩ đến phụ thân hiện tại rời nhà sắp một tháng để hắn có chút nhớ nhà Hai người dẹp đường hồi phủ ở trên đường, lang hàn không ngừng suy diễn tầng thứ hai của ngũ hành thiên cực công, lấy ngộ tính của hắn. Tự nhiên không khó lý giải. Ngũ hành thiên cực công tổng cộng có 9 tầng, đối ứng từ luyện thể cảnh đến thiên nhân cảnh, mỗi đột phá một cảnh giới phải đổi tu công pháp đối ứng. Tụ nguyên cảnh quả nhiên khác nhau. Nguyên lực từ trong đan điền bắn ra chỉ ít là nhiều gấp 10 luyện thể tầng 9, trường lực kéo dài thật giống như không có cuối cùng đi bọn họ dùng hơn nửa ngày, nhưng đường về chỉ dùng một canh giờ. Rất nhanh, Thương Vân Chấn liền xuất hiện ở trước mặt hai người. "Xin chào Hàn thiếu gia, bái kiến Hàn thiếu gia." Sau khi tiến vào Lăng gia, nô tỳ hộ vệ đều hướng về hắn cung kính hành lễ, hiện tại mọi người đều biết sự tình Lăng Hàn đánh bại anh em nhà họ Trình, tự nhiên không dám tiếp tục bất kính. Lăng Hàn hỏi người hầu, biết phụ thân đang ở trong thư phòng, liền vội chạy tới. Lăng Đông Hành đã nói, chỉ cần hắn đột phá đến tụ nguyên cảnh. Thì sẽ đem chuyện của mẫu thân nói cho hắn biết. Hắn tiến vào tiểu viện, đi tới cửa thư phòng, cửa phòng khép hờ, hắn nhẹ nhàng ho khan một cái, đi vào nói, phụ thân, con đã trở về. Ha ha, người trở về thật đúng lúc buổi tối trình ra mở yến, người cũng ở trên thiệp mời. Lăng Đông Hành lập tức phát sinh tiếng cười sang sảng, ngẩng đầu nhìn Lăng Hàn. Đưa tới một tấm thiệp mời lăng hàn tiếp nhận nhìn lướt qua cười nói trình gia không chịu được nữa sao lăng đông hành sớm đã bắt đầu phản kích sau khi chu đại quân chặt đứt cung cấp đan dược với trình gia trình gia phảng phất như người bình thường mất chân gặp nhiều gian khó mà lăng gia cũng phản kích sản nghiệp khác của trình gia giá cao thu mua nguyên liệu vốn nên bán cho trình gia lại lấy giá thấp bán ra hàng hóa mà trình gia bán cứ như vậy kinh tế của trình gia liền bại liệt như lăng gia chút thời gian trước Trải qua hai mươi mấy ngày, Trình Gia đã lâm vào trong khốn cảnh rất lớn. Hiện tại Trình Gia phát thiệp mời, tám phần mười là phát tín hiệu xin tha. Lát nữa người theo ta đi dự tiệc có điều phải cẩn thận một chút, không nên chạy loạn ở trên yến hội. Ta lo lắng Trình Gia sẽ bí quá hóa liều, bầy xuống sát cục. Lăng Đông Hành nói, hắn đương nhiên sẽ không một mình mạo hiểm, tinh nhuệ của gia tộc cũng sẽ đồng thời xuất động để ngừa Trình Gia động võ. Lăng Đông Hành nhìn Lăng Hàn, lông mày hơi nhíu, cảm thấy có chuyện gì tựa hồ không đúng, nhưng đến tột cùng là cái gì, hắn lại không nghĩ ra nghĩ ra được. Đùng, qua một lát, hắn đột nhiên vỗ bàn, đứng bật lên, đầy kích động nói, "Hàn Nhi, ngươi, ngươi đột phá tụ nguyên cảnh." Hắn rốt cục phát hiện là ở chỗ nào rồi. Lăng Hàn gật gù cười nói, "Đột phá? Được, được, được." Lăng Đông hành kích động, nắm chặt hai tay, bởi vì dùng sức quá mạnh, xương ngón tay rung động đùng đùng, mạch máu lồi ra. "Phụ thân, con muốn biết sự tình của mẫu thân." Lăng Hàn trầm giọng nói. Lăng Đông hành do dự một chút, mới gật đầu nói, "Hiện tại ngươi quả thật có tư cách biết rồi, ta vốn tưởng rằng sự tình liên quan tới mẹ ngươi, ta sẽ giấu ở trong lòng cả đời, giấu quá lâu, trong lòng của ta thật rất khổ." Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, nhiều năm như vậy, Lăng Đông Hành đều là một người chịu đựng thống khổ mất đi ái thê, không người nào có thể an ủi, không người nào có thể chia sẻ tự nhiên đau khổ. Hắn thề, bất kể là ai chia rẽ cha mẹ hắn, hắn cũng khiến đối phương trả giá thật lớn. Năm đó, vì phụ cũng coi như là thiên tài của vũ quốc trẻ tuổi nóng tính, ước mơ thế giới bên ngoài, sau khi đột phá tụ nguyên cảnh liền đi ra ngoài lang bạt. 18 năm trước, vì phụ tìm kiếm một di vật thượng cổ ở trong ám ma xâm lâm bất ngờ gặp phải mẹ của ngươi lăng đông hành bắt đầu nhớ lại chuyện cũ thời điểm nói đến mẫu thân của lăng hàn trên mặt cương nghị không khỏi hiện lên nhu tình mẹ ngươi tên nhạc hồng thường là một nữ nhân rất mỹ lệ ôn nhu lăng đông hành lấy ngữ khí nỉ non nói ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng có điều lần thứ nhất gặp gỡ nàng chúng ta phát sinh chút hiểu lầm còn đánh nhau một trận sau đó chúng ta sóng vai lang bạt cũng thành lập cảm tình thâm hậu. Thời điểm mẹ ngươi mang thai ngươi, chúng ta quyết định về thương vân chấn, mà đến lúc đó ta mới biết mẹ ngươi lai lịch không đơn giản. nàng là chất gái của tam trưởng lão đông nguyệt tông. đông nguyệt tông tông chủ là cường giả linh anh cảnh đình phong, các đại trưởng lão đều là linh anh cảnh, đi ra một người cũng có thể dễ dàng diễu vũ quốc. Trưởng bối của mẹ ngươi có ý định gả nàng cho hậu nhân của một trưởng lão khác trong tông, người này tên Ngạo Phong, thiên phú võ đạo cực kỳ xuất sắc, thậm chí có thể nói nghịch thiên. Chỉ là làm người phong lưu thành tính, nữ nhân bên cạnh cả trăm, con riêng cũng có nhiều người. Mẹ ngươi tự nhiên không muốn gả cho nam nhân như vậy, liền rời nhà trốn đi giải sầu, cùng ta gặp gỡ. Hiểu nhau, tương giao. Nhưng Đông Nguyệt tông vẫn phát hiện chuyện giữa ta và mẹ của ngươi, phái cao thủ muốn bắt chúng ta chúng ta một đường lẩn trốn sau đó ngươi sinh ra không bao lâu bị ca ca của mẹ ngươi là nhạc trấn sơn cùng ngạo phong đuổi theo ta vĩnh viễn không quên được hành động của ngạo phong đối với ta lúc đó hắn bẻ gãy từng ngón từng ngón tay của ta muốn bức ta nói ra lời phản bội mẫu thân ngươi nhưng hắn thất vọng rồi ta dù chết cũng sẽ không làm sự tình xin lỗi hồng thương mẹ ngươi lấy chết tương bức bảo vệ tính mạng của phụ tử chúng ta mà linh căn của vi phụ chính là bị ngạo phong phế bỏ ta vốn muốn đi Đông Nguyệt Tông liều mạng chiến một trận, nhưng vì ngươi, vi phụ quyết định tham sống sợ chết, trở lại thương vân chấn. Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách ngay cả cao thủ của Hồ Dương học viện cũng không thể tiến vào tử quang địa cốc Lăng Đông Hành lại có thể tới lui tự nhiên, hiển nhiên là năm đó mẫu thân để cho phụ thân bí bảo gì. Linh Anh Cảnh lăng hàn khẽ nhíu mày tạm thời là không thể tiếp mẫu thân trở về võ đạo mười cảnh linh anh cảnh là cảnh giới thứ bảy mà hiện tại hắn mới vừa bước lên đại cảnh giới thứ hai cách cảnh giới thứ bảy cũng phải mười mấy năm thời gian này vẫn là hắn nắm giữ cảm ngộ trực chỉ thiên nhân cảnh linh can thần cấp công pháp thiên cấp còn có đan đạo đế vương phụ trợ bằng không đổi thành thiên tài khác dù cho đời này có thể xông lên linh anh cảnh vậy ít nhất cũng là sự tình hai ba trăm năm sau hắn nhất định phải dành thời gian bởi vì sinh mệnh võ giả có hạn không đột phá sinh hoa cảnh tuổi thọ không khác người thường nhiều nhất không có bệnh tật sống đến trăm tuổi nhưng nếu đột phá sinh hoa cảnh liền có thể thu được tuổi thọ trên hai trăm năm sau đó mỗi đột phá một cảnh giới lớn đều có thể được hai trăm năm tuổi ngạo phong trong đôi mắt lăng hàn phun ra lửa giận tuy lăng đông hành nói hời hợt nhưng hắn có thể tưởng tượng ngày đó phụ thân ở trong tay ngạo phong chịu bao nhiêu đau khổ bị nhục nhã mất sạch tôn nghiêm làm sao nếu không vì hắn lăng đông hành nhất định sẽ đi đông nguyệt tông huyết chiến chết trận cha chịu nhục con có trách nhiệm lăng hàn đã ở trong lòng phán định ngạo phong tử hình có điều nếu ngạo phong là đệ tử của đông nguyệt tông lại có danh thiên tài tu vi bây giờ đạt đến cảnh giới gì linh hải thần thai sinh hoa Hàn Nhi tuy thiên phú của ngươi tuyệt hảo, nhưng Đông Nguyệt Tông đối với phụ tử chúng ta bây giờ mà nói, chính là quái vật khổng lồ, ngươi tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Bằng không vi phụ thực sự là không mặt mũi nào gặp lại mẹ của ngươi." Lăng Đông hành nghiêm nghị nói. Lăng Hàn gật đầu, phụ thân yên tâm, con chắc chắn sẽ không hành sự lỗ mãng. Hiện tại hết thảy hy vọng của vi phụ đều ở trên thân thể ngươi, ngươi không chỉ vì mình mà sống, còn phải vì mẫu thân mà sống." lăng đông hành trầm giọng nói còn rõ ràng đúng rồi hiện tại nếu ngươi đột phá tụ nguyên cảnh thì có thể tham gia đại nguyên luận võ a lăng đông hành đổi đề tài đại nguyên luận võ lăng hàn tìm tòi ký ức phát hiện không có ký ức liên quan tới phương diện này lăng đông hành cười nói trước đây ngươi không có biểu hiện ra thiên phú võ đạo vì lẽ đó ta không có nói cho ngươi biết đại nguyên luận võ này chính là đại nguyên vương phủ tổ chức mỗi ba năm mới sẽ cử hành một lần Điều kiện tham gia là võ giả không quá 30 tuổi, dưới Dũng Tiền cảnh, thuộc về phạm vi thế lực của Đại Nguyên Thành là được. Ở Vũ Quốc Thành thị là khu vực hành chính lớn nhất. Toàn quốc tổng cộng có 36 đại thành, mỗi đại thành quản hạt một khu vực cực lớn. Đại Nguyên Thành chính chính là một trong 36 thành do Đại Nguyên Vương thống lĩnh. Đời sau của Thái Tổ Hoàng đế, đời đời nắm giữ chức thành chủ của Đại Nguyên Thành cùng Phong Hào Đại Nguyên Vương dưới đại nguyên vương phù có bốn thế lực lớn phân quản khu vực khá cằn cỗi ở ngoài đại nguyên thành bốn thế lực lớn này bao quát thạch lang môn thu được đệ nhất có tưởng thưởng gì không lăng hàn hỏi lăng đông hành không khỏi nha một cái nhi tử thực sự có trí khí trực tiếp nhắm vào đệ nhất có điều đây mới là hảo nhi tử của hắn hắn suy nghĩ một chút nói hình như là một cây linh dược tên ám nguyệt thảo, là vị thuốc chính luyện chế từ nguyên đan, có thể giúp võ giả tụ nguyên cảnh không hề cản trở đột phá đến dũng tuyền cảnh. Lăng Hàn nhất thời chố mắt ngoác mồm, đan sư hiện tại, đều ngớ ngẩn sao, ám nguyệt thảo quý giá bực nào, không phải dùng để luyện chế đan dược hoàng cấp thượng phẩm. Mà là vị thuốc chính luyện chế không gian đan A, không gian đan có thể mở rộng không gian đan điền của võ giả, đây là ngay cả cường giả tiên nhân cảnh cũng đỏ mắt. Thiên địa linh dược như vậy tự nhiên có thể để cho tụ nguyên cảnh thuận lợi đột phá đến dũng tiền cảnh, cấp bậc quá cao A, à, nếu không có công hiệu như vậy mới kỳ quái. Chỉ là cái này là lãng phí đến cỡ nào nha. Tài liệu chính của từ nguyên đan, hoàn toàn có thể dùng dược liệu cấp thấp thay thế. Mười ngàn năm sau, lẽ nào đan đạo không có một chút tiến bộ, trái lại còn lui bước. Lăng hàn lộ ra nụ cười, hắn cũng không thể lãng phí linh dược, đã như vậy cây ám nguyệt thảo kia hắn thu rồi. Hơn nữa, ngũ hành nguyên hạch của hắn tiêu hao nguyên lực quá nhanh, đang lo không gian đan điền không đủ lớn, thực sự là đưa tới cửa. Chỉ là hiện tại đã cuối tháng 10. Cách cuối năm chỉ có hai tháng, tự hồ hơi gấp A, xem ra hắn phải đi thất phong sơn một chuyến, bởi vì nội đan của hồng lân giao xà có thể dùng để luyện chế siêu nguyên đan. Một viên siêu nguyên đan liền có thể làm tu vi của tụ nguyên cảnh tăng lên một cảnh giới nhỏ, nhưng chỉ hữu hiệu với tụ nguyên tiền kỳ, đối với lăng hàn mà nói. Muốn ở trước cuối năm đạt đến tụ nguyên cảnh trung kỳ, siêu nguyên đan chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Chỉ là hồng lân giao xà dị thường cường đại hơn nữa cả người mang độc. Nhất định phải làm tốt chuẩn bị vẹn toàn, bằng không chính là đi chịu chết. Thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.